nặng quá Phát. Sáng nay mình làm gì? Vô mở máy lạnh ngủ. Nắng quá chịu nổi. Em nghe nói sáng nay tính sửa quầy ba hả? Nãy ra rồi, nắng ghê lắm. Cái cát trắng nó hắt hắt nắng nữa. Ơi, mỗi một hết trơn. Giờ hết lâu quá không xài. Kiếm hai miếng gỗ đóng hay kệ lại một hết rồi. Mà chắc đợi chiều chiều mát làm, bây giờ làm gì nổi. Nắng quá mà. Nắng mà mắt anh đau luôn rồi. Chói hả? Anh bị chói hả? Ừ, anh bị chói nắng kìa. Mắt anh chói là chịu nổi. Hay là giờ mình ấy ra? Anh điều khiển đèn vô qua làm. Mở ra, anh qua thử rồi. Hay là mình phá bãi cát người ta. Mình trồng hết dừa luôn. Trồng cỏ ở dưới, trồng dừa. Để bãi cát còn nên thơ. Chứ em nghe phá bãi cát là hơi mệt nha. Không phải hôm nay, ý là sau này mình thiết kế lại á. Hay là làm cái hồ bơi. Hồ bơi dơ lắm, hồ bơi là lá cây lá đồ rồi. Hồ bơi là phải làm, phải có người làm mỗi ngày. Côn trùng đồ nữa. Hệ thống lọc nữa. Nhưng mà cát này đẹp mà, anh có cát này nó mới cân bằng lại khu này chứ. Ừ. Thì tính vậy thôi chứ đâu làm. Ủa anh xây cái bên kia chơi được nhiều chưa? Mà em thấy nó mục chơi rồi. Cái đó là Nhã Phương mua đó. Em thấy chỗ nào nó hư hỏng gì là Nhã Phương hết. Nhã Phương nói là người ta bảo hành 5 năm, bất kể mưa nắng. Mấy năm mục hết rồi. Mưa nắng là mà gỗ rồi mà chịu nổi. Rồi, để coi hôm nay ai sẽ xuất hiện đây. Em thấy là có một linh cảm rất là may mắn đó anh. Là sao? Một cái linh cảm gì đó là khách mời ngày hôm nay rất là ok la đó. Ngày tình đã chết cho mùa đông dài. Hello. Hello, ôi lạnh quá. Mẹ con đâu? À mẹ con đây hả? Mẹ đây, mẹ đây. Thầy bói. Hello, hello. Hello, hello. Chỉ có một người thôi nha mọi người. Ấm quá đi. Trời, nóng quá hả? Xe lạnh muốn chết. Em đang ngủ rất ngon trên xe. Vô hai mẹ con vô. Ờ kìa. Okay. Đây đây bên đây. Đây hả? Ủa anh đi đến đâu vậy? Đây là nhà hàng tiệc cưới. Đó bà. Destiny. Đây là nhà hàng tiệc cưới Destiny. Thế hả? Ghê vậy. Tôi là siêu trợ lý quản gia đây. Dạ. Sao hôm nay quản gia có cái bộ đồ chóe quá vậy? Đúng rồi. Áo xanh vết đỏ. Vô mình check in cái nè. Check in cái này. Check in. Trời ơi con gái. Sao này ốm vậy con? Này là béo lên rồi đấy ạ. Hả? Dạ anh chị có booking chưa ạ? Giờ mới đặt được không? À dạ. Anh chị cho chứng minh nhân dân. Thấy cũng vắng chắc là ở đây là bao hết đúng không? Đúng rồi. Thấy cũng không có ai lắm, thấy có hai khách rồi. Đúng rồi. Chứng minh nhân dân ạ. Bây giờ không này khách VIP. Ừ. Người ta đã gửi info online rồi. Ừ. À là để chụp hình đúng không? Chứng tỏ là không có thường xuyên đi khách sạn. Ok. Đứng cho tôi chụp hình cho nè. Bây giờ mới check in này đúng không? Đúng rồi, chắc nè, chụp tấm hình là check in là dán. Vô đây. Vô đây đứng luôn là đứng hai bên à? Hai đứa đứng hai bên đúng rồi. 3 2 1 Ồ, ra hình liền luôn. Ký tên cho đây để kỷ niệm. Ừ. Đây hả anh Giang? Đây. Ủa? Quê mình ở đâu? Hưng Yên ạ. Đó, có luôn. Chắc nhờ Yến lấy giùm đi, chứ lấy không đó. Nhưng mà nó ở cái đoạn nào ta? Thì kiếm đi, ở quê mình mà hỏi. Ủa, không biết nữa. Ở đây là Lạng Sơn. Em gọi gần gần vậy hả? Bắc Giang. À. Em là ôi trời ơi, nguyên bản luôn. Đó, cái gì bé này phá đi. Nguyên bản mà cũng không thấy được. Hai bà này. Chết rồi. Phá quá, phá quá. Lát cắn lại đó. Nguyên bản mà không tìm được Hương Yên. À, đây rồi. Thôi cái cục bé bé này. Có tên Bắc Ninh nè. Duy Khánh. Ồ, Duy Khánh Bắc Ninh. Thì mới có mình đây ngay thôi đó. Chắc là có một mình thôi là Hương Yên thôi. Còn chị ở đâu? Sài Gòn. Cái này kỹ cho đẹp rồi con. Ừ. Liz Kim Cương. Liz Kim Cương. Tiến ở đâu? Em ở đây. Thôi thầu lắm quá. Em là ngốc với mình nè. Trời. Tôi biết ngay mà. Bà Yến từ nãy giờ bà muốn giật. Bà muốn giật ra từ mấy lần rồi. Tôi thấy mà. Ủa chị ơi, lỗi thấy không? Em em mới đụng nhẹ hả? Ông mới lỗi em. Em nghĩ lên số này là xong rồi, anh hết quay được rồi đó. Trời ơi Yến ơi. Bảo quá chưa? Thiên em ký mặt anh nè. Anh Giang ơi. Ừ? Em bất ổn không biết hôm nay mình còn sập cái gì nữa không? Mấy cái cục này là đâu nè? Ký thì nhỏ mà tháo ra bự quá ha. Ôi ôi thôi để đây đi, rách dán dán sao? Trời anh mới chụp thêm một tấm gì nữa anh. Gì nữa before after. Ok. Bây giờ hai đứa vô trong phòng ngủ tới mai về. Đừng có ra xuất hiện ở chỗ nào nữa hả? Rồi quan kia cắm hình vô đi. Vô đây. Yeah. Báo quá hả? Báo quá.
tưởng nó sập luôn rồi, tính làm cái gì nữa gì? Tính làm cái gì nữa vậy? Nó sập luôn. Thôi mà Yến ơi. Dạ. Biết Thi lên nào vậy? Lần trước Biết Thi mặc áo bên em nè. Ủa vậy hả? Trời ơi. Quảng cáo hả? Quảng cáo hả? Quảng cáo chứ. Vô là lẹ với cha với mẹ ơi. Không, cái này nó sập luôn hết bây giờ đi. Trời. Mình để bộ đi xuống đường được không? Mình đi cỏ vậy. Yến ơi. Kẻ tàn phá nhà trọ hôm nay. Võ Hoàng Báo. Khi nào đám cưới vậy? Dạ, đám từ từ đi anh. Bảo đi nha, chứ tôi không có rảnh đâu đó. Bảo sớm sớm để tao xếp lịch. Dạ, xin dạo vậy? Nơi đây không phải là xe bằng tiền. Để bằng gì? Tình yêu. Tình yêu hả? Đúng vậy. Không, tình yêu cũng phải có tiền mới ra được vậy, chứ nói gì vậy? Anh thực tế anh coi. Phải không? Đúng. Mọi người anh giá rất giàu. Ôi, sao chú cũng cái quyền quá. À, Võ Hoàng Yến ở phòng này. Dạ. Trời ơi, em ở trong văn phòng hơn 50 tỷ nè. Bibi nói là anh là top 1 tỷ phú thế giới đó. Thôi Yến ơi. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Quá. Phải khi mà mình được một căn nhà nhỏ như trong này thôi ha. Thôi đi ra, con qua đây ở. Đi cho nó ở đó đi. Ôi, thế là hai người được hai phòng riêng luôn. Riêng chứ. Quá vậy. Gái thì ở riêng chứ con. Tưởng ở chung kiểu ký túc xá đồ cơ. Đâu có đâu, bậy xuống đây chơi, phải xuống đây đi hành xác đâu mà. Đây, à mấy con, vô. Ui trời. Trời ơi, nhận dễ thương vậy, tím hả? Ờ. Tím liệm xìm xìm vậy hả? Ok chưa? Rồi nghỉ ngơi xíu đi rồi ra ha. Dạ. Phát La ngày hôm nay đã bị bệnh rồi mọi người ạ. À. Sau những ngày làm việc vất vả thì đã bị bệnh rồi. Phải uống nước dừa chứ. Đúng rồi. Uống nước dừa cho bệnh hơn. Tạm qua có cái combo mà dính nước mà còn chơi cái quạt công nghiệp luôn. À, tức là yếu à, tay này yếu à. Hôm trước chúng tôi có chơi là tạt nước, sau đó là ngồi trước cái quạt công nghiệp để coi ai là đủ sức mạnh. Thì hôm nay đã có một tên là gục ngã rồi. Lên tiếng trước, đòi dừng lại hay là nói thua không chạy là thua. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô chi ghê trời. À, tức là yếu rồi, tay này yếu rồi. Cô chừng chạy vô cái tay ông ơi. Cô chừng chạy vô cái tay ông ơi. Vô cái tay một cái ở đây xa bệnh viện nha. Thấy các bạn quay quay phim không? Hồi xưa cũng chặt vậy mà đi ngón tay đó. Vậy hả? Ừ. Giờ quay có bốn ngón hả? Phát. Dạ. Đi gọi Ly Kim Cương với lại Võ Nguyễn đi. Đây nè, em chặt trái dừa cho Liz mà. Ồ, đúng là người đàn ông ga lăng. Liz ơi. Wow, nó cưng mấy đứa ngay đẹp. Em chặt cho Liz trái dừa nè. Trời ơi, dễ thương quá đi vậy. Chưa bao giờ nó chặt cho Nhã Phương một chai, một trái dừa nào chứ. Giờ chặt cho bà chị được trái nào. Được đấy, được đấy. Thấy cái đẹp là bắt đầu chặt dừa rồi. Không, mấy nay đang tập chặt dừa. Mấy bữa đâu có cái cây dừa đó. Cái resort này service tốt nhỉ. Kêu Yến luôn nha anh. Ừ. Yến ơi. Ủa? Võ Nguyễn đây hả? Với ai anh? Ủa chứ bé hồi nãy chụp hình với mình là bé nào? Võ Minh Sơn. Nãy trợ lý của Võ Nguyễn. Trời, bé hồi nãy nó tệ quá ha, bây giờ đẹp quá. Chơi chọi gà vô lon hả? Bây giờ nè, mỗi người sẽ có 3 lượt chơi. Yeah. Bắn rớt cái lon này. Yeah. Và trong mỗi lon bia nó đều có một cái thử thách. Mà phải thực hiện từng thử thách đó thì mới được ăn cơm trưa. Trời. Đây là cái đầu này ha. Đầu hướng về phía chúng ta muốn bắn. Ví dụ vậy. Đó, xong đó thả cái tay này ra là tự động con gà nó bay. Sẵn sàng chưa? Phát chơi trước đi cho gọi. Đúng là rồi, đàn ông chơi trước đi. Ừ. Đây, em chơi trước thử cho. Ê ơi, sao kéo nhìn trông kéo cần như vậy, sao muốn bắt đuôi con gà luôn kìa. Gà luôn kìa. Ôi, mất một lượt. Là làm mẫu dữ chưa? Rồi, ai chơi đầu tiên? Đây, em chơi đầu tiên. Ok. Thế là có vẻ chán nhỉ? Sao có lỗ nhỏ vậy? Cái gì? Có cảm giác nó không có bay vậy. Rồi. Hên xui nha. Không tới luôn á. Rồi tới Yến. Trời ơi. Một bia da, một bia da. Chân mình đã dài rồi. Trời ơi. Không. Rồi rồi. Trời ơi, hay quá. Rồi, cái lon đó chứ kìa. Cái tay bà đã dài rồi. Hai cái tay ra là bà hết nửa cái đàn rồi. Ủa, tính lon nào đây? Hai lon. Tính hai lon luôn. Hai lon luôn. Ủa mà anh nói là sao, phải đúng cái lon rồi được ăn hay là chúng cái lon làm gì nữa? Chơi thử sách. Thử sách của Yến mời Phát đọc. Phát. Ủa, là hai lon lận, em được quyền lựa một hai chứ. Cái lon kia đâu rớt xuống dưới đất. Một phải rớt đất luôn. Lon của Yến. Thôi coi. Bắn chung.
đó chính là may mắn lần sau nhé. Hay quá vậy, hơn quá. Bắn hay nhưng mà xui ha. Ồ, thế là đến là chị đúng. Còn nhiều mà. À, khó. Cảm thấy mệt mỏi quá. Em mình vươn hơi quá không? Em mình vươn hơi quá không? Ghê. Ghê vậy ta. Để tôi. Đó chính là thử thách được Phát La phục vụ tìm và hái một cái chanh dây trong vườn. Phát La tự phục vụ mình đúng không? Chanh dây, cái chanh dây đâu? Xuống có đây không? Có tìm được trái chanh dây không cha? Chanh dây chỗ đâu? Sao xuống đấy tìm chanh dây là xuống đấy là chỉ có chanh mướt thôi. Tức là ai mà làm được cái thử thách này á là sẽ được Phát La phục vụ mọi thứ. Nhưng mà giờ Phát La tự bắn trúng cái lon của mình rồi thì tự phục vụ mình luôn. Hay quá ha, ý trời. Anh Giang trồng chanh dây ở đâu đây ta? Cái vườn bự như này làm sao mà biết là ở đâu? Sao tìm chanh dây đi vào cái tường gì chi vậy? Bây giờ mình để ý nha, sao mặc bộ đồ xanh đi đôi dép màu đỏ vậy? Chanh dây bên đấy hả? Ủa là có hết thật đấy hả? Chanh dây ở đây đây ta. Rồi chưa? Tôi phục vụ. Rồi, hay quá. Hay quá. Dây. Dây. Rồi, tiếp tục. Ủa đến lượt ai nhỉ? Đến lượt chị đúng không? Dạ hả? Chị đứng ở đây, chị Giang. Có Giang quá, chị cao, chị còn Giang nữa. Tay mà dài là dài. Trời ơi. Chị bắn dữ vậy. Người heo cái gì? Bắn. Ủa khiếp. Chân gì? Chuyện nghiệp có gì đây, nhưng mà quan trọng là cái gì? Thử thách chụp hình với bé Ly. Ủa, chụp hình, rồi thử thách chưa? Bé Lợi Ly chứ phải là Lít Kim Cương. Vậy bé Ly thì phải kiếm Ly. À, đúng phải rồi. Kiếm bé Ly, bây giờ kiếm bé Ly. Trời, ai bé Ly vậy trời? Bé Ly giơ tay. Bé Ly giơ tay đó, có bé Ly, nhà có bé Ly rồi đó, bé Ly gì kỳ vậy? Đây, tôi xin gợi ý. Bé Ly có thể không phải là người. Cá thể sống nha. Anh ơi, sau khi mà em tự nhân hóa cái ly này thì nó là một cá thể sống. Người ta nói rồi, bé Ly là cá thể sống mà. Em có quyền nhân hóa, chúng ta đi học văn. Thôi mà. Đã cao một chân gian nữa. Ừ. Chúng ta học văn trong lớp mà lớp 11 có gọi là cách nhân hóa. Thì Ly ơi, em hãy nói em là ai? Dạ em là bé Ly. Trời ơi. Thấy chưa? Đó, em chụp hình với bé Ly xong không nha. Không được. Ở nhà mình cũng hay cố chấp vậy hả? Ngang bướng hả? Thôi đi kiếm bé Ly đi. Thôi gợi ý đi chứ. Bé Ly là nhiều hơn hai chân. Em có nuôi động vật không? Hay là chim chóc gì đó? Không, chim chóc hai chân em. Hay là gà? Gà cũng hai chân. Trời ơi. Quên. Ly ơi. Ly. Ly ơi. Ly. Sao là tên là Ly ta? Đặt tên chó anh Ly trời. Chứ đâu dám đặt tên Phương. Ly ơi Ly. À Ly nè. À, kìa. Ủa Ly có cắn không? Không, Ly chỉ táp thôi. Hello. Chụp hình nha. Chụp hình với bé Ly đi. Ồ thương ha. Hello bé Ly. Bé Ly đuôi thằng lèn á hả? Ờ, đuôi thằng lèn. Đuôi thằng lèn luôn á. Bé Ly hiền quá à. Ly ơi, chụp mình nè. Trời ơi, bé Ly hiền quá. Bé Ly thiệt. Đuôi. Ê, nhìn cái mặt ghét gì. Lại con, lại Ly nè. À. Nhìn cái mặt ghét gì. Ly ơi. Trời ơi, thương quá à. Chị Bảy ơi, thời gian của chương trình chúng tôi có hạn chị Bảy. Dạ. Bận thích chó quá, mê chó. Thấy chó ở đâu là dính ở đó à. Sao nó hiền quá hả? Rồi lại chúng ta sẽ đưa cho anh Giang xem coi là đó đúng bé Ly không hay là bé Lan. Xác nhận phải bé Ly không anh? Thành công, trời hai bé đẹp quá trời. Trời ơi. Đây. Bé Sơn và bé Ly. Khi mình coi con chó là một con người thì nó sẽ coi mình là con chó. Gâu. Đúng rồi, tại vì nó sẽ nghĩ mình là bạn của nó đó. Gâu. Luôn. Bất chấp quá. Bất chấp. Rồi, về tới ai? Tới ai nhỉ? Lít Kim Cương. Nè, bây giờ em cầm đây em chọi luôn cho chị nè. Thôi mà. Ô, ghê chưa? Đó. Bây giờ hai lon. Đúng không? Chúng luôn. Chết rồi, sao tự nhiên đổ hai lon, sao tự nhiên mình làm hai cái luôn. Không, chọn một trong hai, màu xanh, màu cam, chọn đi. Màu xanh hy vọng đi em. Màu xanh. Màu vàng. May mắn lần sau. Đấy. Màu xanh là bạn sẽ được tặng một đế sạc không dây. Ui chết. Tiếp đi anh. Chỗ đơn giản vậy. Đây. Trời ơi. Dạ hả? Ủa vô tri vậy hả? Đúng rồi. Ủa. Đế sạc không dây của Minh Tuấn Mobile đó. Hay quá nè. Nhưng. Thấy chưa? Còn dễ sao nữa, không có dễ dàng vậy đâu. Uống một loại nước thần thánh. Ê sao loại nước thần thánh là sao nghe tí. Trên đời không có gì là miễn phí cả. Chọn một trong ba. Chị nghĩ là cái vô màu vàng á là rượu đó. Đi bên trái là nước mắm.
an toàn là 2 ly màu nhạt. Thường những cái gì nhạt nhòa là nguy hiểm nhất. Đôi khi là cái màu đậm là Coca-Cola. Cái màu vàng là trà xanh không độ sao? Trời, bé này tích cực quá. Đây, đây tôi nói cho bớt hy vọng nè, cái nước mắm, cái nước tương với cái giấm. Ê, phải uống hết rồi anh. 100%. Không sao. Bình thường lắm anh. Bình thường lắm chị gái. Trộn đi. Bây giờ em lấy gì không bắn đổ ly nào là uống ly đó. Đổ ly nào, ly đó. Thì nào phải nói gì đó, đổ ly đâu. Em nghĩ là em sẽ chọn cái màu vàng. Vàng đúng không? Hay uống giùm không? Hay vậy quá. Hay vậy quá. Uống đi. Rồi, 100%. 1 2 quá. Quá. 3 Vô. Vô. Nước mắm. 1, 2, 3 Vô. Rồi, cắn mấy chớp vô nữa thành chén nước mắm ớt luôn nè. Rồi. Ủa còn nước, cái đặc nhất là nước mắm đậm đặc hả? Uống thử rồi biết. Uống thử không? Sao? Rồi, đây. Đừng trúng. Rồi, đúng rồi, đừng trúng rồi, đồng chưa, đừng trúng dữ chưa? Hai lon chọn màu nào? Màu... Màu vàng. Màu vàng đi, nãy ly rồi màu xanh rồi. Nãy màu xanh rồi, giờ màu vàng đi. Rồi, chọn màu xanh. May mắn lần sau. Màu vàng là may mắn lần sau. Ờ, nhưng mà anh màu xanh là thử thách rồi đó. Anh đã chọn may mắn lần sau rồi. Màu xanh cũng vậy. Rồi. Vô rồi. Màu xanh, đó chính là Thả Thính. Trời, nghề quá la. Thả Thính một anh quay phim. Ủa? Anh nào thích anh nào, ưng anh nào? Khi nào mà gọi là Thả Thính, cái câu đó phải hấp dẫn như thế nào mà đoàn phim mà vỗ tay nồng nhiệt thì mới là hoàn thành thử thách. Chết rồi. Đúng rồi. Sao mà áp lực vậy? Tất cả ánh mắt đang nhìn đó nha. À, mời anh. Cũng dần. Vòng 3, thử nhất. Đó, anh cũng dần. Để tắt tay nữa kìa. Cũng dần này hồi xưa là tên thật là Cũng Có Mì. Dạ. Yeah. Hồi xưa làm cascader. Bây giờ chỉ có quay phim rồi. Mì thì Thả Thính gì ta? Mì. Em mà phát muốn mình là tâm lý đực hay tâm lý gái? À, mì hả? Mì thì nó có những cái vần giống như là lì. Lì thì đâu có Thả Thính được. Lì. Y. Ừ. Chì. Chì. Bì á, bì. Còn không thể sửa lại anh thì cũng không môn. Môn thì nó là ôm. Chôn. Ôm thì chôn. Em chỉ đem chôn, chơi mà đem chôn. yêu mà đem chôn thì đâu có được. Ôm. Hôn. Ôm hôn. 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 Nhìn anh như không ai môn. Nhìn anh mắt thì chỉ sợ. Tôi thấy đổ mồ hôi như vậy. Thôi bây giờ ok, à. Bây giờ ôm luôn. Ừ, anh khoai môn mà. Ôi, ôm đi. Nếu như mà, anh khoai môn mà, nếu như mà ngày mai. Sao cà lâm như vậy? Đúng rồi. Bớt cà lâm. Anh khoai môn mà, nếu như mà ngày mai em muốn có một người gọi là chăm lo cho tương lai của em thì anh khoai môn có đồng ý cầu hôn em không? Ủa là sao? Ai khô đứng hình mất 5 giây. Ôm thì vẫn ôm là hôn cầu hôn. Nhưng mà cái gì mà thấy nó dài vậy, nó ngắn gọn. Đúng rồi, mà tao đâu bắt buộc phải dư dần đâu. Miễn sao nó hấp dẫn thôi. Vậy là thử thách này thua rồi. Không phải làm khi nào được thôi chứ. Ủa vậy hả? Tại vì dạo này chân thành không à, không có Thả Thính kiểu trên mạng nữa. Em là Hòa Bình. Em à, gọi em là Hòa Bình. Vì anh phải đấu tranh mới có được em. Có đổi người không? Anh hả? À? Đổi người đi, cho anh đổi người. Ok. Đổi bé Ly lên cho nó kết thúc được. Không, quy định là anh quay phim. Anh quay phim hả? Anh quay phim ơi, có anh nào lên giúp em cái đi. Anh, giúp em cái đi. Anh này được này. Ngon đấy. Phải nói cho tử tế nha. Anh lên cơ hội cuối cùng nha. Dễ quá. Anh à, dạo này anh có đang quen ai không? Anh không quen ai cả. À, nếu vậy thì để em làm mối cho anh nhé. Em làm điểm nào đi? Em làm mối tình tiếp theo của anh á. Em đồng ý. Em ơi. Bờm ơi. Thử thách cho còn vợ còn con ở nhà đi bờm á. Bớt tẩy. Trời ơi, sang ngã quá em ơi. Em là đực nha, tại vô tâm lý cái thôi. Rồi đến ai đi. Mời Ly. Thôi được rồi, xong rồi. Ủa xong hả? Ủa xong rồi hả? Ừ, vậy thôi, nhẹ nhàng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nấu cơm trưa, đói bụng chưa? Đói anh ơi. Mấy giờ ta? Mấy giờ rồi? 10 giờ rưỡi. Chúng ta có một cái tiết mục sau khi ăn cơm. Dessert à?
chán miệng. Không, ngủ trưa cùng khách mời. Đúng không? Thường trưa nào cũng ngủ. Rồi bây giờ ai là người hái rau muống? Lấy cái rổ đi nào. Hái rau muống hả? Đúng vậy. Hái rau muống hả? Ê, tự nhiên nhiều rau quá, cái gì rau muống làm đứng đâu thì vòng tơi nè. Nè, rau muống hả anh? Đó đó Yến ơi. Hả? Nghe nói Yến sắp lấy chồng hả? Ừ, chắc vậy đó. Thế hả? Vậy mình nấu ăn đồ các thứ làm sao? Không. Không nấu? Không nấu. Chồng nấu? Chồng nấu. Nó chồng giỡn thôi, tôi biết nấu nha, đừng giỡn đó. Tôi nấu ăn hơi bị ngon. Sở trường Yến là món gì? Sở trường của tôi là những món ăn ví dụ như là thịt kho trứng rồi nè. Ghê. Tôm rim thịt kho rồi nè. Thịt kho kho là sở trường ngon đó. Nha, tôm rim thịt kho ngon nha. Kho kho là sở trường của tôi nha. Cái đó mà ăn cháo trắng đồ nữa ngon nữa. Ok lắm đó. Nhưng mà là mình gọi là cái tài nấu nướng đó mình chỗ tài cho cái người gọi là partner của mình chưa? Trời ơi, partner. Khen đó. Khen mê nha. Mê luôn. Đúng. Rồi cái tài rửa chén của mình thì người ta có khen không? Chê nha. Chê hả? Lười. Yến nấu cơm là Yến rất ghét bài. Tại vì bài không xong không bao giờ dọn nổi. Đó, phải nấu xong là dọn liền kiểu đó. Rửa liền. Vậy. Chứ mà để bài để cái lúc mà ăn xong là nhà đúng không? Không thể làm được, giống đập dĩa luôn em. Đây để phụ. Yến ơi. Hả? Ví dụ như giờ mình là họ Võ đúng không? Ừ. Còn chồng mình là họ gì? Gài quá. Họ Sâu quá. Họ Sâu. Giấu hả, cái đó là bí mật. Thôi, ừ. Giờ này tình cảm với ra sao rồi? Sắp hết rồi. Quá. Cái này được chưa ta? Chị hái nhiều thiệt sự luôn á chị. Không, này bỏ vô nồi lỡ chùm xuống còn cái xíu bờ. Anh ơi, đủ đủ anh chưa? Hay ít đủ rồi. Vô, vô em vô, 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 vô chị. Qua đi làm khách mời bị hành quá nè. Trời, mới có nhiêu đó mà. Mới có hái rau thôi. Dạ, phải hỏi bí kíp luộc thịt của anh Giang. À, luộc thịt dễ, bữa chắc chị cho. Sao em vô luộc kỳ lắm, em luộc tới không có được ra như em mong muốn. Thế chị muốn mong muốn sao? Nó phải mềm. Chị chút xì nó phải trắng đó. Tại vì nếu mà khi mà chị luộc á, chị bị là nếu mà nó mềm nó trong bằng chai còn sống. Còn nếu mà nó chín là nó cứ ngắt một cục luôn. Để nó khô. Ờ, đó. Ủa sao bảo là người ta thích tài nấu ăn của mình lắm mà. Nhưng mà không biết luộc thịt. Không biết luộc thịt. Vậy là xưa giờ tặng rau không. Cái món đấy thôi mà. Thịt kho thì biết kho mà luộc thịt không biết luộc. Chết rồi. Các con ơi, cái con giặt dài dài vậy nè. Rồi sao ba chưa hiểu ba? Cái này để chính trời. Bỏ đi. Bỏ đi, đó. Rồi xong đem rửa. Rồi dạ ba. Có làm thì mới có ăn. Đúng rồi, muốn ăn rồi bạn ăn là bếp. Thủ gì anh Giang ơi? Thịt nè. Em lấy ớt với tỏi em ớt tỏi dầm á. Em đâm đi để lát hồi mình làm nước mắm. Dạ. Đâm gì đó? Tỏi nè. Đâm vào tim anh. Gọi anh là củ tỏi. Yến ơi. Bình tĩnh lại Yến. Yến ơi. Yến, có một đợt anh đi Mỹ lại ở bên đó đó Yến. Dạ đúng rồi. Đó, con nghe vườn nó nói. Đợt đó về thấy cái mặt tươi rói. Giờ khô héo nè. Yến ơi, bình tĩnh. Người ta phải hiểu được cảm giác nhung nhớ của tôi phải không? Yêu xa cũng cực quá ha. Cực. Này đâu muốn nấu canh hả anh? Để mình lát mình cuốn á, phải không? À. Cuốn là chỗ anh nói là cá gì cuốn gì quên món gì quên tên anh. Cá nục cuốn rau muống. Ồ, cá nục cuốn rau muống. Mẹ lặt rau rồi luộc, con luộc rau lặt rồi. Mẹ lặt rau rồi luộc, con luộc rau lặt rồi. Mẹ lặt rau rồi luộc, con luộc rau lặt rồi. Mẹ lặt rau lòi ruột luộc. Trời ơi. Hình như là chị hơi đói rồi. Mãn miếng đói của Yến sẵn rồi. Mãn miếng của Yến trong bụng thấu. Ba ơi, tụi con đã lặt rau xong rồi. Rửa đi. Dạ ba. Đi rẩu rưa nè. Yến ăn ớt nhiều không? Cay nha. Cay nha. Yến ăn ớt rồi. Em ăn cay không? Em không ăn được cay. Vậy là hai chén nước mắm đi. Đúng rồi. Không ăn cay hả? Không ăn cay. Ly mà bây giờ mà cay đắng nè mà bằng. Sao giờ em hãy mình lại là khách mời chung chương trình để tâm sự coi. Lát tâm sự, lát tâm sự. Ok ok. Chuyện về một cô gái tay trắng biến thành một con nợ. Đúng không? Ủa, tay trắng còn biến thành con nợ nữa hả? Đúng rồi. Ê, xung quanh anh toàn là ớt. Ê, rửa nhẹ tay thôi. Rửa mạnh tay nó nát hết rồi. Em đâu có làm gì mạnh đâu, em nhẹ nhẹ đó, em làm giống anh vậy đó. Học hỏi chị, sắp lấy chồng rồi, sắp lấy chồng rồi. Ủa, không phục đi dao á. Phải đâm tỏi ớt trong ánh nắng vậy. Tôi thích được tỏa sáng. Tôi tìm ánh hào quang hả? Tôi thích spotlight. Ủa bình thường Yến nói chuyện chồng là tiếng Việt hay là tiếng Việt nước ngoài? Tiếng Việt lúc chửi lộn đó thì nó Mỹ. Tại sao vậy? Thích gì đó. À. Tiếng Mỹ có những cái từ chửi nhưng nghe nó cũng cà chớn. Có cà chớn nhưng mà nó không có quá. Hiểu không? Nghe nó ok hơn. À. Tiếng Việt chửi mà cái hổn nha. Đúng rồi. Nhưng mà thường là Yến chửi chồng hả? Không. Không vậy quá. Đừng như vậy. Mém bị gai mà gai được. Tỉnh táo lắm. Là cái mẹ. Mẹ. Rồi chạy kiếm cái lá chuối. Lá chuối đi, lá chuối. Ủa bác cắt phải cắt cái lá xanh xanh chứ ha.
Đây 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 nè, sao? Ok nè. Đây cắt chị, cắt cho. Cầm chị đi. Đúng là lúc này chiều cao thật là có tác dụng. Nhưng mà chắc phải cắt thêm. Cắt cái lá này. Ủa em lằn chị quá vậy? Cắt cái lá bự vậy hả? Không, nó xe nó té. Sao cái lá nhìn trong tránh đời ta? Ừ, nó té quá vậy trời. Rồi lấy hết cho chặt hết cái chuối người ta. Hai con quỷ này. Bao quá. Ồ hai ha, bén quá ha. Trời chuyên nghiệp quá vợ. Gọn tay quá ha. Rồi làm giống vậy nè, hai mẹt rồi sau đó rửa rửa lá chuối lau khô đều để lên nè, bắt trước nè, cái này xấu nè, bỏ. Ê nha, làm gọn quá mình không dám làm. Oh. Hai con mẹ báo quá mà. Đây cái này phải cắt nha, không nó tút tù lua kìa. Ai đó, đừng làm tôi bất ngờ nhé. Thôi đừng chọc liễu nữa nha. Chọc liễu. Mọi người muốn ăn nước mắm hay là ăn mắm nêm? Cả hai. Cả hai ạ. Có hai sự lựa chọn đi ạ. Anh có đem mắm nêm từ nhà hàng anh xuống nè. Thế thì cứ cho cả hai đi ạ. Vâng. Ai chấm gì chấm. Để pha cho Ly một chén không cay nè. Xin cảm ơn. Ăn cay cho quen đi. Đời đã quá cay đắng rồi, biết là nhầm nhò gì. Bởi vì quá cay đắng rồi nên là không muốn ăn cay nữa. Biết ăn cay sớm mà đâu có mất tỷ rưỡi. Trời ơi. Sao em bị lừa hay sao vậy? Thôi mà. Có những nơi đâu. Không nên nhắc lại. Ly mà bây giờ mà cay đắng là mà. Chuyện về một cô gái con đợi. Cậu nó mắm ăn ngon vậy? It's me. Wow. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Kêu kẹo ngon quá nè. Xong rồi ăn vào hết hồn luôn. Ngon hả? Trời quá trời tỏi ngon quá nè. It's my secret crisp. Ghê chưa? Crisp là gì mẹ? Crisp là cái quá đơn mua hàng á. Crisp là quá đơn mua hàng. Yeah, I'm not good at English. Nhưng mà vẫn rất thích, thích nói English nha. Đâu có nấu canh hả anh Giang? Không, ăn 1-4-1 thôi. Sao anh thấy tụi em tới anh đãi con món vậy? Dạ được rồi, best seller của nhà hàng tôi. Món sao no anh? Không no, ông ráng ăn cho no. Lũm. Rau ngon quá. Ăn dụng. Tụi bay nha. Làm cái gì tham ăn tham uống mới làm gì. Để cuối cùng ha, rơi vô bẫy này thấy chưa? Rồi bây giờ bà nói chị biết rồi luôn. Chấp nhận đi, số phận đi, cố gắng nhoi làm gì. Nó đi nó khùng gì vậy? Em tâm sự với loài ruồi. Do cái bên người ta trồng thanh long người ta bốn phân á. Thấy không, tụi bay qua bển đi. Qua đây làm gì đi bậy thấy chưa? Hồi sáng thì nói chuyện với chó, giờ nói chuyện với ruồi. Đợt sau tham gia thế giới động vật đi nha, được tham gia bên đây. Em đi một planet. Ủa sao để bún ra, để bún ra chưa? Ủa? Sao ba la con nhỏ với gì ba? Lên đây đi, chứ dưới đó anh Giang anh la dữ lắm. Rồi lấy cái chén mắm múc này ra. À lấy cái chén múc mắm ra. Yến múc này đi cho phụ cho em đi con. Đây đây đây. Thùi khui không ba? Không, thơm thơm à. Mắm này muốn Giang chất lượng quá, mắm không à. Chưa sao? Em làm nước lẩm bẩm ai chịu. Ở đó ở ngoài làm gì được nhiều mắm vậy? Đúng vậy. Rồi. Ê có được tặng mắm Giang? Có, cho Hủy đem về luôn. Anh bữa cái ớt riêng của anh em ăn hết rồi đó. Dạ hả? Ngon quá à. Bữa nào ấy hết thì nhắn cho anh. Em có số anh mà. Hay anh chỉ em làm không? Thôi làm cực lắm, mấy tiếng hồ lận. Dạ hả? Ngon quá à. Cực lắm. Nhắn qua anh ơi, hết mắm hay là hết ớt thì nhắn qua anh kêu mấy đứa ship qua. Cá nục cuốn. Wow. Món đặc sản của quán tôi. Best seller. Trời ơi. Ê, chụp tấm hình nữa rồi. Ok. Rồi. Đây, miếng nước cá, nước hấp á. Đó. Xong rồi lấy một miếng nước mắm. Rồi, quậy lên, xong cuốn, dứt. Rồi. Ai ăn mắm nêm thì ăn. Nước cá nó ngon, ngọt quá hả? Mời mọi người nha. Anh nhúng vô đã, nhúng vô. Rồi sau mình để khoảng 30 giây mình mới cuốn được. Để ba nhúng cho mình. Tôi sẽ đi đủ rồi cho các bạn ăn, yên tâm. Để đó ba lo à. Rồi, rồi cuốn đi, cuốn đi, cuốn đi. Ly này chắc không biết cuốn rồi. Đây. Đây đi em trên cho mình. Miếng thịt lên. Miếng thịt lên. Hai miếng nè. Hai miếng nè. Rồi xong cái mình lấy miếng cá. Hay quá vậy. Khéo quá nè. Cái cuốn này mập khắp quá. Rồi. Là chấm chấm cái nước này. Chấm chấm lâu sao đó, mạnh vô, mạnh vô. Mạnh tay đi em. Coi coi coi. Trời ơi. Cuốn quá. Cái gì? Kìa không? Beautiful không? Cá ngon hả? Nó còn nóng luôn á. Cái nước hấp cá này có mỡ mỡ không? Mỡ là không có cái heo đâu phải làm để thường lắm, áp chảo. Vậy hả? Em mà làm này cho chồng em ăn cho em ghiền luôn. Ghiền chắc luôn. Tại mấy người Việt Kiều thích ăn mấy món dân dã này lắm.
còn làm được thì dắt qua nhà hàng anh. Bữa nào là đi nhắn tin nhanh. Anh sẽ để cho em nguyên cái lầu trên cùng, vừa ăn vừa tâm sự. Lầu đó có máy hát được luôn nữa. Vừa ăn vừa hát. Anh này không sợ mập nha. Dạ, quá ngon. Vợ anh là trùm mấy cái món này. Vợ anh là khoái ăn mấy cái món cá cuốn rồi lắm. Hả? Ủa anh không ăn? Anh no quá. Ủa anh làm gì no? Nấu cho nấu hả? Nấu xong no rồi. Nghe áp lực quá trời, nấu rồi em ăn em không ăn nổi. Không phải. Nấu no hơi á. Thường là nấu mình biết vị á, cái mình cảm giác nó không thú vị á. Sao anh ăn cái vụ anh? Từ từ anh sẽ ăn, với lại anh phục vụ cho mấy đứa là hạnh phúc của anh mà. Anh còn dư 700 triệu. Với lại Phát La còn dư 800 triệu. Chị mai chị chuyển khoản cho Ly mượn. Cầm tâm sự câu chuyện coi, nhiều như vậy. Mấy cái bà chết. Rồi, thường cuốn cho Ly cái nữa nè. Vì Ly cũng không giỏi cuốn lắm. Trong cái này có ớt. Ăn đi mà. Cái ớt 1.5 tỷ mà, có gì đâu. Cái đắng cuộc đời. Cay đắng... quá hả? Uống nước nè. Có gì đâu, tập ăn đi con gái. Trời ơi, cuộc đời này. Nó đâu có cay đắng bằng nhiều khác. Những năm về sau còn cay đắng nữa. Ánh mắt đắm đuôi. Đắm đuôi đắm đuôi sao à. Em hiểu không, ở đời á, cái chuyện gì nó cũng có hả, nhân sinh, sinh lão bệnh tử. Trái đu đủ còn xanh mướt trên kia nó cũng không muốn bị hái đâu. Trước khi hái người ta phải khấn nó. Cho chị hái em nha. Có trái vàng chín kìa bà ơi. Hái trái vàng kìa. Nó đang bảo chị là hái em đi đó. Em ơi, chị quá kiếp cho em vô bụng chị nha. Biết mấy trái đu đủ nói gì không? Nói gì? Sao bà hái tôi lẹ đi chứ bà làm màu á. Nó chờ đấy sao đúng không? Ừ, nó chờ đó. Được miếng ơi. Ui 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 ui. Chơi cẩn thận cẩn thận. Dặn thôi. Mày... Rồi, trời ơi. Cái wow, đó. Hơi kiến nha. Uống vừa không? Uống. Trời ơi, có cọc kỳ quá nè, có cọc kỳ quá. Không phải đâu. Tâm sinh tình huống. Ừ. Con kia lấy dao gọt luôn đi. Cô ba dữ quá nè. Để về khoe với ba mà. Ba la rồi. Đủ ơi, đủ rụng bị bà nha. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn trước đi. Không, cắt ra bày trí đồ này nọ à. Thôi ăn đi. Thôi bày trí đi. Cây nhà lá vườn mà. Con này sẽ đậu ở đây mà đi chỗ khác. Tao biết tao ngon rồi, đừng đậu nữa. Mọi người có biết Yến bị vậy không? Nhân hóa mọi thứ. Trước khi lấy người ta đừng có giấu người ta mấy chuyện này nha. Hay là vì thế người ta mê. Bây giờ là cũng đã ăn uống no say rồi. Mời dessert. Dessert. Đu đủ tiếng Anh là gì? Papa già. Wow. Papa già chứ Papa già là mình phải lại nha. Đu đủ xanh mình để em bào làm gỏi anh ha. Gỏi tôm thịt. Ok quá ha. Kiểu có tiền á, có nhà vậy sướng ha, dưỡng già được ok ha. Không, anh chưa già còn trẻ mà. Làm sao để giàu được nhanh ha. Nó dưỡng dưỡng hoài. Lát nữa sau khi cô ngủ dậy, tôi sẽ lấy một cái cốc tôi bào sạch tôi cho cô chấm mắm ruốc. Quá ngon. Quá ngon. Chạy nước miếng nè, rong rong. Trong một đĩa anh ơi, trong một đĩa. Cô lát cửa hái cho mớ ớt ăn. Cay đắng quá. Yến, hồi sáng anh kể là hôm nay là có nhỏ con Yến. Phát đâu biết em á hậu đâu. Chứ em á khẩu hả? Là một người lương thiện có ích cho xã hội. Và em rất muốn là mình sẽ mang được niềm tự hào cho bố mẹ của em và luôn luôn lễ phép hiếu thảo với bố mẹ. Người ta là á hậu đó, nhưng mà tại vì sao? Giỏi về cái nghề mẫu quá nên người ta quên đi cái vụ kia luôn. Ủa chứ em tưởng là diễn viên hài. Làm nhầm nghề. Yến là catwalk là đẹp nhất Việt Nam đó. Đi trên dòng dây điện cho coi. Không có ra khi nào mình ấy cái vụ kia mới đi trên dây điện nha. Rồi bây giờ chơi trò chơi gì đây? Chào mừng mọi người đến với trò chơi của nhà trọ Destiny. Và hôm nay trò chơi của chúng ta mang tên đó là Chúa Tể Từ Vựng ạ. Bà Chúa Ngôn Từ. Bà Hoàng Ngôn Ngữ. Chúng ta sẽ có 5 giây để quan sát những cái ký tự của một cái từ vựng có ý nghĩa. Sau đó chúng ta sẽ có 5 giây để viết đáp án vào bảng. Ai là người chiến thắng nhiều nhất thì sẽ được tặng một cái loa. Được đấy, trời ơi, được đấy. Để thử bảng. Đó, ghi tí tên rồi. Không ok nha. Em thấy vẫn ok luôn nha. Trời ơi. Phối hợp lý á. Ủa, tôi thử bảng thôi mà, mọi người cười dữ vậy. Thử là mặt chưa thử, Mình thử nhiều người đau đớn không? Mình thử nhiều người đau đớn không? Dạ, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Tôi sẵn sàng rồi. Và đây là từ đầu tiên ạ. 5 mà. Cái gì? 4 3 5 giây 10 đi. 2 1 Đích. Ủa không ai chơi đích. 3 2 1 Đặt mic hả? Ủa đúng không? Chưa kịp nhìn luôn á. Và đáp án của chúng ta đó là
Và đáp án của chúng ta đó là mất đó. Hồi nãy lúc tôi gáp chưa kịp là tôi gáp thành mắt địch. Nhưng mà tôi thấy ủa cái đó không lên sóng được. À là mất đặt. Tại vì nó lộn tùm lum mà mình đâu có biết. Phát La xin mời cho bản lại ạ. Chữ M sai chính tả, đáp án không công nhận. Đáp án chỉ công nhận của chị Võ Hoàng Yến thôi. Chữ M thôi, nhỏ của tôi nè. M có 3 nét, N 2 nét. 3 nét mà có đó 3 M rồi. Cái này là N. Hồi nhỏ có đi học không? Cái này là cái hàng rào má ơi. Cái này chỉ M mà, này N. Cái này là cái hàng rào. Ủa, hồi đó có đi học không? Hồi nhỏ đi học không ta? Không như. Ủa sao tiếng? Rồi, xin mời mọi người voi bản ạ. À. Ẩu thiệt chứ. Trời ơi, sao mình nghĩ là cái gì? Đặt mic. Đặt mic. Order hả? Order mic. Vậy em hay order đồ ăn online nè. Đúng rồi, đúng rồi. Và đây là câu thứ hai ạ. À. Cái gì mua? Cái gì mua? Cái gì mua vậy? 9, 8, à, biết rồi. 7, 6, từ sao đây? 5, không ơi. 4, 3, 2, 1, hết giờ ạ. Xin mời cho bạn. Nú. Nú gì? Nú gì? Mới ghi chữ nú. Không giờ đâu. Mới ghi chữ nú. Hết giờ đây. Không chém được. Vậy không biết xếp. Xếp không được. Muốn sữa hả? Không biết xếp, không đủ chữ. Bún cà la. Em đang xếp giữa chừng là hết giờ rồi. Bún cua. Trời ơi. Bún cua. Và đáp án của chương trình đó chính là bún cua. Sao mọi người hay quá vậy? Chúc mừng Võ Hoàng Yến và anh Trường Giang, mỗi người được thêm một điểm ạ. Rồi, em được 2 điểm, anh được 1 điểm. Sao mọi người hay quá vậy? Đâu có gì đâu hay, hồi nhỏ tôi có đi học. Và đây là câu số 3 của mình ạ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 quá dễ. 1 quá hết thời gian. Cái à gì vậy? Hà thủ ô hả? Hồ thủ à. Đúng rồi. Hợp lý. Hợp lý không? Mời Đức Kim Cương đưa đáp án. Chưa kịp biết cái gì. Chưa kịp biết cái gì. Đáp án chính xác thuộc về Võ Hoàng Yến và anh Trường Giang hả? Thôi nữa. Nếu Phát La nói câu này có nghĩa thì Phát La hãy giải thích đây là gì. Hồ thủ A là gì? Là Hà thủ ô, đó là văn hóa gọi là nói lái của nhân Việt mình. Chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án chính xác thôi ạ. Hồ thủ A là một cái hồ mà Phát La sắp xây. Ê đừng nói hồ thủ A, nó làm hồ thủ khác nữa. Nhưng mà mọi người bôi bản mà. Có thực sự mình chơi không? Em nói em có Hà thủ ô mà em chưa kịp ghi mà. Rồi, và đây là câu thứ tư của mình ạ. 10 sơ cạm. 9 sẩm cơ. Cơm. 5 cơm sặc hả? 4 sặc cơm. 3 trời ơi, bà nói luôn. 1 hết thời gian ạ. Tôi không kịp giờ. Cái này tôi không có viết lái được. Ôi đây tôi nói. Đáp án chính xác thuộc về Võ Hoàng Yến và Phát La. Wow. Ủa cơm sặc cơm. Clip Kim Cương không. Bị dư chữ. Không, đây là xóa mà xóa không có kịp. Trời ơi. Sao xóa được, tất cả những gì thuộc về quá khứ là phải có trách nhiệm. Đúng rồi. Để xóa cái chữ này là phải mất 1.5 tỷ nó mới xóa được. Chương trình chơi những cái từ lái rồi nó bậy không luôn á má ơi. Biết từ sao nay chương trình làm gì không? Tại có Võ Hoàng Yến. Rồi mọi người sẵn sàng cho câu hỏi tiếp theo. Mình thua chắc luôn nữa trời, mình chưa được. Clip Kim Cương ơi, mình đã sẵn sàng chưa ạ? Mình có cần dạ. Chương trình hỗ trợ gì không ạ? Có thực sự muốn chơi không? Em gác cát xác định là chắc là em thua rồi. Thôi em cố gắng. Rồi. Vô. 10 giây bắt đầu ạ. Nợ nó đi. 10. Nợ mẹ. 9. Nợ nè. 8. Ảnh. 7. Ảnh hệt. 6. Đánh. 5. Ảnh. 4. Ảnh. 3. Nợ. Hết giờ. Không có ai có luôn. Phát là chính xác ạ. À. Hay quá. Biết tại sao tôi biết không? Sao? Bởi vì gương mặt tôi rất có nhiều nét điện ảnh. Thôi đi. Sao nhớ hồi nãy ăn cơm bình thường sao ảo như vậy? À. Nản. Ủa? Nản. Nè, anh nói tiếng lòng thôi, nản rồi. Nản mới nghĩ đó. Nản. Chứ làm bao lâu mới được 1.5 tỷ phải nản thôi. Bây giờ mình không biết thì mình đoán loại đoán trước thì thắng rồi. Rồi. Hợp lý. Xin mời đến với câu hỏi số 6 ạ. À. 10. Nhỏ con. Trời ơi hay. Câu hỏi chính xác. Mấy cái vần này bé này nhanh ghê. Còn sáng nay nhanh bắt em đi cọ toilet. Em vừa vô cái này. Chị hả? Cọ chi? Rồi, mấy cái này cũng khó chứ phải dễ đâu. Khó hả? 10. 9. Con cua. Hay vậy? Con cua. Hay vậy?
con cua. Ờ chú thấy em thấy em thấy em nhớ hay nhớ cái con kia nhớ hay nhớ cái con kia. Yến ơi, ghẹ 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 con ghẹ. Ok, thế con cua có con ghẹ. Rồi câu hỏi tiếp theo ạ. Cố xúc cố cúc cúc xúc cố xúc xúc số 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 cú sóc cú 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 sóc đó. Mọi người có đồng ý với đáp án của Phát Lao mà không ý không ý cú sóc đúng rồi cú sóc đúng rồi. Đúng rồi, tại sao có mình chị không đồng ý? Chị hỏi lại. Chị chơi tôi, chị chơi tôi nhiều lắm nha. Cú sóc này á, cú sóc tiếp theo ạ. Bali bi lai lai bay dạ dạ vô bi bay li lai bi bay Libya. Libya. Ủa, tưởng nước Libya mà anh. Libya. Libya chính xác là Libya. Xin chúc mừng anh Trường Giang. Nhưng mà chị đọc cũng đúng. Libya là cái nước bà ơi. Libya. Cũng là nghĩa mà. Chúng ta chỉ chơi tiếng Việt ạ. À. Ăn miếng đủ cho đủ kiến thức này. Tôi cảm thấy quá căng thẳng. Và tiếp theo ạ. À, con rơi, con rơi. Bảy, con rơi đâu ra sẵn vậy? Rơi. Dơ, dơ. Dơ, dơ. Dơ, dơ. Hơn. Hợi, lời. Con. Co, không phải con đâu. Không phải, không phải. Nơ. Gòn, rơi, rơi. Rơi. Nơi. Rơi. Nơi. Về. Hơi, hơi. Hơi gì đó. Hát nữa. Con. Ngơi. 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 Phát Lao có đoán ra được chưa? Cơi ngơi. Chị chơi tôi, sao chị hỏi tôi hoài vậy? Không phải, phải cơ ngơi. Sao sao có cơ rờ nữa mà. Hòn rơm. Rông chơi. Chúc mừng Phát Lao. Đi đây đó, rông chơi. Đúng là những thành phần rông chơi. Em thấy là mình không được một cái nào nữa trời. Không, vậy mình mới giỏi chứ. Chơi 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 chơi. Dạ, mình tiếp theo ạ. Đồng đôi. Lòng đen. Yeah. Chúc mừng lắm. Tết trung thu rước đèn đi chơi. Mọi người có thể bớt nhanh được không? Dạ tiếp theo ạ. Nhãn lồng. Nhãn lồng. Trăng. Trăng. Nhãn lồng. Trong à. Đang năng hối cải. Không. Trăng non. Trong trăng. Trăng non. Dạ đáp án của mình là trăng non. Trăng non. Xin chúc mừng Giang. Đang năng hối cải. Bé chơi vui. Chơi chưa? Chơi chưa là chơi vui chưa? Cái tiếp theo á mình để thử. Để coi mình làm chưa. Ai biết thì giơ tay thôi. Ai biết thì giơ tay thôi. Mình im lặng hết luôn đi. Để coi lít rồi. Đó em giờ. Dành cho em. Đó. Ai biết người ta chưa? Mô. Ủa, em chưa biết luôn hả? Đít ơi. Thôi, biết rồi. Biết chưa? Thôi, rồi, rồi. Cố hả? Cốm. Cốm. Cốm bị ít à? Biết đáp bị án rồi. Đít Kim Cương có đáp án chưa? Cái gì đây? Mô. Tố. Cốm. Cốm hả? Đít Kim Cương có cần gợi ý từ chương trình không ạ? Cần. Đây là một loại động vật thân mềm. À. 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 Ủa, động vật ăn được hả? Ủa là gì vậy? Mình đã đoán ra được chưa ạ? Thôi đoán luôn đi Yến ơi. Cứ ăn được hả? Động vật hả? Một con ăn được ạ. À biết rồi. Gì? Ốc. Đúng rồi. Ốc mít Yến chính xác ạ. Ồ hay vậy. Bây giờ chỉ cần đem đoán đúng lần thôi. Phát Lao cho 1.5 tỷ. Ôi. Dữ vậy. Hay quá ừ. Nếu trước được mọi người. Ok. Rồi chơi luôn. Nha yeah, nha. Yeah. Lần này ekip sẽ tin tưởng vào Lít Kim Cương ạ. À. Trời ơi, tôi biết rồi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Gì? Cái gì đây? Cái gì đây? Quá dễ mà. Căn cước, căn cước. Trời ơi, quá điểm đầu tiên cho Lít Kim Cương ạ. À. Chết rồi, mất 1.5 tỷ rồi. Trời. Dạ tiếp theo ạ. Nụ hôn. Nụ hôn. Cái này dễ mà. Yến, tôi giơ tay đàng hoàng. 2 điểm cho Võ Hoàng Yến và anh Giang ạ. 3, 2, 1. Ranh rọt. Ranh rọt. Trời ơi. Bảy, phải rọt. 7. Hành. Nhà trọ. Yeah. Chính xác ạ. Trong Destiny nè. Đúng rồi. Không, cái chuyện tiếp theo là Destiny. Ghê vậy, Yến là người trong chương trình hả? Cái linh hồn, linh hồn. Linh hồn. Anh Giang ạ. Thì mình im lặng đi, im lặng đi. Hả? Câu cuối rồi đó, im lặng rồi ạ. Xích đu. Ủa anh, chỗ đi lặng nói để nhỏ này thôi chứ. Dạ, đáp án chính xác là xích đu ạ. Rồi. Ai được cái loa? Xin chúc mừng Chúa Tể Từ Vựng Võ Hoàng Yến với 9 câu trả lời đúng. Được cái loa. Yeah. Hay quá. Cái loa nó hụt dẹt tôi. Cái loa nó hụt dẹt tôi. Còn à, Lý Kim Cương là chơi dở nhất ưỡng gì? Đưa tỷ rưỡi. Bữa nãy hứa mà, đúng không? Anh được 1.5 tỷ luôn. Đúng rồi, cái loa này ít lắm. Ra đâu là gì? Đi rồi. TBL, loa bỏ túi nghe chơi. Quá dễ thương.
xíu thôi, nghỉ trưa em vô chuyển 1.5 tỷ nha. Nhớ nha. Thường là em chuyển gần tiếng đồng hồ là một tiếng hả? Em chia nhiều lần em chuyển rồi. Một lần cho chuyển có 300 hả? Mới chuyển nhiều lần. Ủa, anh nói với giới hạn chuyển khoản của em là có 300 hả? Mấy cái này dễ quá, thôi chơi cái gì khó khó đi. Cho tôi một cái câu ca dao tục ngữ đi. Bây giờ mình chơi ca dao tục ngữ đi. Mình người Việt Nam mà. Dạ đúng. Dạ như là ca dao tục ngữ hay thành ngữ hay đều được hết. Đúng rồi. Anh chơi luôn. Dạ. Bắt đầu từ em, từ đầu. Ví dụ. Có con vật trong đó. Con vật hả? Châu ơi, ta bảo trong này. Ủa? Châu ra ngoài ruộng châu cày với ta. Hay. À. Châu đã gãy sỏi. Thời. Một con ngựa đâu cái tàu bỏ cỏ. Hay quá. Heo ơi, ta bảo heo này. Tôi thấy chị không xứng đáng cái loa này. Chị quá vô lý chứ. Ờ, gì đó, con cò bay lả bay la bay ra ngoài ruộng bay ra cánh đồng. Sai à? Ok, bay được thủ phủ bay ra cánh đồng. Chị yếu quá. Muốn con đọc lại đi. Con cò bay lả bay la bay từ thủ phủ bay ra cánh đồng. Vẫn sai à, bay từ cửa phủ. Cửa phủ. Con cò bay lả bay la bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. À. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. À, các không ăn muối cái ương, con cả cha mẹ chăm đường con hương. À, à. Chúng còn con gì nữa ta? Rau tôi nói bầu trồng chanh vừa hết rồi được. Hai vậy trời. À, cái gì con run sao lắm cũng quằn hả? Con run gì sao lắm bà? Con run sao lắm cũng quằn đúng rồi. Một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trời ơi. Nó kêu lên cánh cánh cánh. Một con vịt xẻ ra hai con thằng làng con cười nhau gắn nhau đứt con. Cánh cánh. Chị không xứng đáng cái loa này, tôi nhắc lại một lần nữa. Một con chuột. Chuột có à, từ buộc xa hủ nát. Đúng. Đó. Hay quá. Mèo mã ra đồng. Chó chê mèo đậy. Có gì ta? Con con chim, con chủng gì không ta? Chim không ăn muối, chim ương. Con bò. Con ngu như bò. Có không vậy? Cái đó là con chửi, không phải tục ngữ. Ta đi chơi tục ngữ mà, không phải thành ngữ luôn. À, con mèo mà trèo cây cao hỏi thăm chú chuột đi đâu mất rồi. Sai bét bèn bẹt luôn. Ủa đó là bài thơ mà, phải có giao tục ngữ gì đâu. Đó bài hát luôn mà. Cũng được mà, cũng quen thuộc. Không. Nhưng mà lý mà không bằng được. Trường trường bay thấp thì mới bay cao thì mới vượt đi. Đi đâu? Đi đâu hả? Đi ra khỏi công ty rồi. Bay vượt thì râm. Ớt ngồi đáy giếng. Đúng. Hay quá. Chép vượt vũ môn. Hay quá. Ai vậy? Con thỏ, chép. Ủa? Ủa? Con thỏ ăn cỏ uống nước, ăn xong ngủ. Ruộng sâu trâu nái. Ruộng sâu trâu nái. Con gái. Đau lòng. Còn con gì nữa? Chim, chim. Đất lành chim đậu. Ồ, thế thì là chim xa cá lạ. Rồi, chim xa cá lặn. Vừa tới em mà. Tới em. Nhắc như thỏ đế. Rồi, chim xa cá lặn. Bé có câu một giật luôn. Con gì đấy? Ngang như cua. Thôi nếu như bò không chịu thì ngang như cua. Ủa đâu được, có đâu được. Ngang như cua cũng được hả? Đâu phải tục ngữ thành ngữ đâu. Gà cùng một mẹ chứ hoài đáy nhau. Đến lượt em chưa? Qua 4 lần rồi đó. Giống đánh qua bài qua vậy thôi. Rồi mua kiến nhậu. Ủa cái đấy đó có phải không? Chính xác không vậy? Đúng rồi. Thì người kia nói đuông nói đại đi, đúng rồi. Kiểu gì cũng đâu nghĩ ra đâu. Thôi nói chung là Liêm Cương lại thua. Đúng rồi. Liêm Cương thua nữa rồi. Ê bây giờ mình chơi lớn không? Chơi gì vậy? Nếu mà trời mưa là mình ra mình tắm mưa. Trở về tuổi thơ. Trời rồi chứ em thấy chơi gì kiến thức. Trời, à? Anh thấy mưa rồi anh mới nói. Không thiệt mà chứ chơi kiến thức Ly chơi đấu lại. Đúng rồi. Chơi tắm mưa là chạy ra tắm mưa thôi. Ừ. Chơi. Bây giờ sẽ là. Làm gì anh? MV. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Trở về tuổi thơ. Trở về tuổi thơ. Có cái tắm mưa không? Có chạy ra tắm mưa. Chẳng biết đúng hay là sai đây. Chỉ muốn nghe lên bờ vai anh. Không biết đâu anh để ngay đi. I think you are my key. Ôm quá khó mà một xe đâu. Nhà em chơi với Tú Hòa mà em nghĩ giờ mà em tặng đồ ăn thì anh chửi em mất. Ủa sao giờ mới xuất hiện vậy?
Thấy lành mà lành ít dữ nhiều. Bóp cho chị một giá nước mắt. Ủa tôi đem đây nói nhiều người yêu cũ mà, nhưng mà thôi cũng đừng để nói cái chủ đề đó, nó nhạy cảm lắm. Cô đơn. Thật ra không phải là mình ở một mình á, mình cô đơn, mà là khi mà có rất nhiều người mình cũng cô đơn. Những người xung quanh mình á không có hiểu mình. Ngoài đồng cảm với mình là cô độc. Ừ, đó là cô độc nhất.